Hôm nay bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các bạn routine điều trị nám dành cho da nhờn. Và các bạn nhớ rằng những cái clip mà bác sĩ hướng dẫn về routine, nếu như các bạn còn thắc mắc về làn da hoặc là phân vân về làn da của chúng ta không biết là thuộc loại da gì, thì chúng ta hãy đến với Bencilia để được soi da, phân tích da và được các bác sĩ da liễu thăm khám để cho liệu trình chính xác nhất nha. Còn routine này thì sẽ áp dụng cho những trường hợp da nhờn, và mọi người nên lưu ý rằng da của chúng ta, cái tính chất da và bản chất da chỉ có ở trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Có nghĩa là nếu như chúng ta đánh giá da chúng ta là da khô, da nhờn, da hỗn hợp, thì ở trong một thời gian ngắn nào đó khoảng 3 đến 6 tháng là bản chất da của chúng ta giống như vậy. Nhưng mà sau một thời gian chúng ta bôi thoa hợp lý thì làn da chúng ta sẽ trở về trạng thái bình thường nha mọi người. Còn nếu như chúng ta bôi thoa mà nó không hợp lý, nó bị lố á, thì lúc đó là nó có thể nó trở thành da nhạy cảm hoặc là da mỏng đỏ. Cho nên á, là làn da của chúng ta nó sẽ là một sự đánh giá hợp lý nhất cho khoảng thời gian 3 tháng đến 6 tháng. Nên nếu như làn da chúng ta đang bị nám và có tình trạng da nhờn thì chúng ta sẽ có routine như sau. Đầu tiên á, là đối với làn da nhờn là một làn da mà các bạn phải cần uống nước nhiều nè, bổ sung thêm kẽm nè, ăn nhiều rau để cho cái lượng kẽm ở trong cơ thể của chúng ta nó tốt hơn và da chúng ta nó có thể tự điều chỉnh trở về trạng thái bình thường. Và để mà làm sạch cho những trường hợp da nhờn và trước khi mỹ phẩm thẩm thấu vào trong da tốt hơn, thì bác sĩ đề xuất cho các bạn một cái dòng sản phẩm của SkinCeuticals nha. Là dòng sản phẩm này là dạng gel, và dòng sản phẩm này giúp cho làn da chúng ta có thể sạch sâu. Và nếu như chúng ta rửa bằng sữa rửa mặt này thì chúng ta không cần tẩy trang luôn nha mọi người. Đó, kể cả khi mà các bạn có dùng chống nám thì chúng ta cũng không cần tẩy trang. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ dùng sữa rửa mặt. Và tiếp theo đó, vì trường hợp là da nhờn cho nên á, là mình sẽ tư vấn cho các bạn bôi thẳng luôn những cái kem điều trị sắc tố. Và vì là da nhờn cho nên bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn bôi thẳng luôn những cái kem điều trị sắc tố. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ bôi discoloration là bước 1. Bước thứ hai là chúng ta sẽ bôi Drenacid luôn nha mọi người. Đó, sau khi mà chúng ta bôi hai bước này rồi thì chúng ta có thể chúng ta bôi cái bước chống nắng lên nếu như chúng ta có đi nắng nha. Còn nếu như các bạn không đi nắng và các bạn ở trong nhà hoặc là các bạn có điều kiện tránh nắng, che nắng tốt và đeo khẩu trang tốt, thì da nhờn chúng ta càng ít bôi kem chống nắng càng tốt, thì cái độ chân lâu của chúng ta nó mới khít được nha mọi người. Đó là bước buổi sáng. Thì trưa các bạn cũng làm tương tự, các bạn sẽ rửa mặt lại. Và chúng ta có thể rửa bằng nước thường được ha. Sau đó chúng ta sẽ bôi bước 1, bước 2. Và nếu như chúng ta có tiếp xúc với nắng thì chúng ta hãy bôi kem chống nắng, còn không tiếp xúc với nắng thì không bôi luôn nha. Rồi đến buổi tối thì chúng ta đi làm về, chúng ta sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Sau đó là chúng ta sẽ bôi hai bước này. Và trong giai đoạn đầu thì đối với những cái loại da nhờn thì bác sĩ khuyên là mọi người nên bôi từng loại một. 246 các bạn bôi cái loại này, đây là Floritin CF của SkinCeuticals. 357 chúng ta sẽ bôi là Neurotin ha. Hai cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho cái việc điều trị nám cho những trường hợp da nhờn nha. Và sau một thời gian mà các bạn điều trị nám khoảng 3 tháng thì lúc đó các bạn sẽ bôi cái Floritin CF này trước và các bạn sẽ bôi cái Neurotin lên trên cái Floritin CF luôn. Đó, thì cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho những cái làn da nhờn. Và đối với những cái làn da nhờn thì chúng ta nhớ rằng khi chúng ta bổ sung dinh dưỡng và bổ sung những cái hoạt chất tăng cường cái sức đề kháng cho da thì chúng ta cũng sẽ phải bổ sung kẽm. Do đó đây bác sĩ đề xuất cho các bạn uống Clear của dòng Hush & Hush nha. Thì viên này các bạn sẽ uống sáng một viên và tối một viên. Và viên uống chống nắng ha. Viên uống chống nắng thì các bạn sẽ dùng Prosen White sáng một viên, trưa một viên. Đối với cái Aurifull, Aurifull này là chiết xuất từ hạt của thông đỏ. Thì Aurifull này nó có tác dụng là nó giảm nhờn và nó tăng cái độ ẩm cho làn da của chúng ta. Cho nên các bạn cũng sẽ uống sáng một viên, trưa một viên. Và đối với 3 loại mà bác sĩ đang đề xuất cho các bạn, đây chính là những dạng thực phẩm chức năng. Thì thực phẩm chức năng đó chính là những cái sản phẩm mà nó hỗ trợ cho chúng ta qua quá trình ăn uống. Nếu như chúng ta ăn uống không đủ chất thì chúng ta có thể dùng thêm ha. Và nếu như chúng ta đã ăn uống và chúng ta cảm thấy bây giờ chúng ta ăn uống đủ chất rồi, chúng ta ăn ngon ngủ ngon rồi thì chúng ta có thể không sử dụng cũng được ha mọi người nha. Nhưng mà đối với một cái làn da nhờn là chắc chắn là cơ thể của các bạn nó có một vấn đề gì đó về cái việc giữ nước, hoặc là các bạn sẽ không uống đủ nước, hoặc là cái làn da của các bạn nó không có khả năng giữ nước vì cái môi trường xung quanh của các bạn quá nóng, thì chúng ta cần phải bổ sung Aurifull và Clear để nó điều tiết chất nhờn các bạn nha. Và đây là toàn bộ routine điều trị nám cho những cái làn da nhờn. Và nếu như chúng ta còn thắc mắc gì về cái làn da của chúng ta hoặc phân vân thì bác sĩ
nói rằng các bạn sẽ liên hệ Bencilia hoặc là comment bên dưới để bác sĩ có thể tư vấn tiếp cho các bạn. Và nếu như chúng ta thích những gì bác sĩ chia sẻ thì follow kênh của bác sĩ nha. Bye bye.